đi về đúng dịp coi như là quê em mùa nước lũ luôn. Ngày xưa ông nhạc sĩ mà sáng tác cái bài này không biết nữa. Au! Rồi. À, đúng là quê em mùa nước lũ, bây giờ là cả người mình cũng có nước lũ luôn. Ướt mẹ nó hết rồi. Dính cá điêu hồng rồi. Nãy mưa phải không? Oh wow. Wow, đây cá tai tượng nhà mình mới nuôi có ba lớn. Hello, hello. Mấy bạn nào chưa biết cái lũ của miền Tây như thế nào, mình quay cho các bạn biết được. Hiện nay là đang là mùa nước lũ ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Ở quê mình hiện tại năm nay là nước cũng rất là nhiều các bạn ơi. Ngập đường đi tất cả các thứ ha. Đây, các bạn thấy đây. Nước mà nó ngập lên tới đầu gối luôn buổi sáng. Anh. Chào với anh. Sáng là nó ngập tới cái đầu gối của mình luôn. Bây giờ ở đầu nước nó đang rồng cho nên là chỉ tới mắt cá thôi. Dân ở đây là chỉ có đi bộ thôi, không mang dép luôn. Đó. Nhà ai cũng ngập sân hết. Ngày xưa là bây giờ là nó làm đường đan rồi, cho nên là mình đi nó thuận tiện. Như ngày xưa mình đi học đó, nước lũ nên là phải dắt cái chiếc xe đạp. Dắt cái chiếc xe đạp coi như là đi từ đầu từ nhà ra ngoài chợ để đi học. Mà trên một cái con đường đất như thế này. Ở đây thì mình ở một cái nhánh sông nhỏ thôi, cho nên nước nó là nước lũ gì nói. Nước lũ vậy thôi chứ thật ra nếu mà so với những cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay là ở An Giang hay là Đồng Tháp á, là mình thấy rất là nhiều. Đây là cái con sông ở quê mình. Sông là thuộc nhánh sông nhỏ thôi các bạn. Mình quay phía sau vườn nhà mình đó là ngập hết luôn. Tất cả mọi thứ đều ngập như thế này. Nhà mình không có gì, chỉ có một số cây thôi, đu đủ. Một số cây kiểng ha. Rồi mấy cái rau tập tàn nè. Ngò gai nè. Nhà mình trồng rất là nhiều ngò gai ha. Rồi cần nước nè. Nhà nó cũng ngập hết luôn, không biết là nó có bị chết không. Một số cây kiểng, cây khế. Rồi trồng thêm đọt lan nè, tự cung tự cấp hết. Rau củ tất cả các thứ là tự cung tự cấp. Bạn nào thích ăn khế chua tới nhà mình nha, nhiều lắm. Cây này là chỉ là một cây nhỏ thôi, cây rất là nhỏ thôi. Và mình thích nhất ở nhà mình là một cái vườn thuốc, một cái vườn lá lá lốt. Này, cái này là organic 100% luôn đó. Cái này mà ở bên Úc là một ký mà lá lốt như thế này mùa đông thì có thể là 40-50 đô một ký ha. Mà ở đây thì coi như là ít có ai ăn cái lá lốt này lắm. Và cái xe này là xe mà thời sinh viên của mình đó. Bây giờ đó, bây giờ là một cái phương tiện đi lại từ nhà tới ruộng. Nhà mình cũng có một cái cây cái này nó ở miền Bắc gọi là lá cây na đó. Ở đây gọi là mảng cầu ta. Đây. Ngập hết. Bên cạnh đó mình rất là thích cái cây này, chính là cây tắc. Trời ơi, trái cực kỳ nhiều các bạn ơi. Nhiều lắm luôn á. Cái này mà mình làm tắc xí muội ha. Làm nước tắc xí muội ngon nè, rồi mình làm mứt tắc nè. Mình làm chân gà xả tắc gì đó, ô đủ các kiểu. Nhiều lắm, chỉ có một cây này thôi mà ăn coi như là cả quanh năm luôn á. Nhiều nhất ở nhà mình là không có gì ngoài sầu riêng. Đây, vườn sầu riêng.
vườn sầu riêng nhà mình nó ngập như thế này. Em nào em thay tì hả, nhớ nhà thì về đi em. Vườn sầu riêng nhà mình nó ngập như thế này đây, không biết là năm nay nó còn sống, nó chịu sức nổi không nữa. Năm rồi thì nước không có nhiều lắm cho nên là không có xây bờ rào kỹ chắc chắn, năm nay thì nước quá nhiều. Và một trong những cái cây mình rất là thích nó chính là lá cách các bạn. Chỉ có ở dưới miền Tây thì các bạn mới biết được cái lá này. Lá cách một cái loại lá mà có một cái mùi thơm nó rất là đặc trưng. Nó cũng kiểu như lá lốt vậy đó. Thì ở đây cái món mà gọi là bò, thay vì là bò lá lốt thì mình làm bò lá cách, cực kỳ thơm, cực kỳ ngon ha. Ở đây chỉ có miền Tây mới có, mà cái mùa nước lũ này thì nó sẽ có, nó tốt lắm, nó tươi lắm, rất là cực kỳ ngon luôn. Đây, trời, vườn sầu riêng nhà mình tan hoang hết rồi. Nhà mình nuôi khoảng cả ngàn con cá điêu hồng đó mà giờ không biết nó bơi đi đâu mất tiêu hết rồi. Nhà mình không có gì ngoài sầu riêng các bạn nha. Trời ơi, đi về đúng dịp coi như là quê em mùa nước lũ luôn. Ngày xưa cái ông nhạc sĩ nó sáng tác cái bài này không biết nữa. Đúng rồi, lá cách đó em. Đây, phía sau. Trời ơi, cái đường mưa. Cái đường mưa mà mình không biết, mình bước xuống. Trời ơi, quê hương mình bây giờ tan tác rồi. Ngập tới đây rồi. Mình phát hiện ra là vườn nhà mình nó rất là nhiều cái loại rau muống mà nó gọi là mọc tự nhiên đó. Ở đây hay gọi là rau muống vườn, rau muống đỏ đó các bạn. Nước nổi càng nhiều đó thì cái rau muống này nó rất là nhiều ha. Mà hiện nay thì rau muống này là cực kỳ hot, người ta ưa chuộng cái loại này. Không thích cái loại trồng mà có phân thuốc nhiều đâu. Người thích những cái loại mà mọc như thế này nè. Cái này mà nấu canh chua ha, hay nấu bún mắm rồi nấu bún mắm rồi xong cái mình bào vào ra đó, cái mình bỏ vô bún mắm nè, cái mình làm gỏi rồi gỏi vịt rồi đó, trời, mình trộn với bắp chuối đó mấy bạn ơi, trời, chấm nước mắm gừng, oh my god, quá trời nhiều luôn các bạn ơi. Oh, wow. Không biết các bạn ở miền Tây thì chắc có lẽ là ai cũng biết, nếu mà ai ở vườn ở ruộng thì sẽ biết cái loại rau này, nhưng mà không biết còn loại Bắc hay là miền Trung có hay không. Ở đây mình gọi cái loại rau này á là rau chay. Rau chay nó như thế này. Thì cái loại này ăn rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nó rất là dụng trường, rất là tốt. Cái rau này thì mình có thể xào tỏi hay là mình luộc lên mình chấm nước tương, nước mắm thôi. Rất là nhiều ha, rau chay. Đây, nó như thế này. Không biết là mấy cái vùng kia có hay không, thì mình phải tước lá bớt, mình bỏ đi đó. Xào với tỏi hay là xào dầu hào vậy đó. Rất là ngon. Sang chút nữa xào với sauce XO nha. Ở ra muối nhiều quá, nhưng mà hiện tại là mình chưa có ăn được. Sầu riêng nhà mình thì tổng diện tích nó chỉ có khoảng 3 công thôi. 3 công ở đây là khoảng phía sau nhà mình thì nó khoảng 3 công là 3.000 m2. Khoảng 3.000 m2 thì hàng năm thì nếu mà tất cả những cái cây này nó cho trái thì có thể, nếu mà giá tốt đó thì có thể bán lên tới vài trăm triệu, nếu mà có giá cao. Còn bình thường thì bán phải được trăm mấy, 200 triệu. Hồ Thanh Hải, miền Bắc có nhiều lắm ha em, rau muống kiểu này hả, nhưng mà miền Nam ngon hơn cơ. Ôi, đây này, vườn nhà hàng xóm cũng lên láng nước các bạn ơi. Ở bên đây thì anh này ảnh trồng nhãn xuồng, ảnh trồng chuối, rồi ảnh trồng cam sòn. Nhà mình chỉ chuyên sầu riêng thôi, nhà mình không có gì ngoài sầu riêng. Nếu các bạn đến đây mà mùa tháng 5 âm lịch á, thì nhà mình coi như là sầu riêng rất nhiều, ăn thỏa thích á. Và đây là loại sầu riêng nhà mình trồng, là loại sầu riêng ri sáo. Và một cái rất là hay bây giờ sầu riêng đó, mình không có cần phải để chín cây đâu. Khi mà già chúng ta cứ hái xuống, và sau đó là mình để vài ba bữa là nó đã chín rồi. Không cần nhúng thuốc, cứ để tự nhiên như vậy thôi. Trời ơi, rau muống nhiều quá vậy, ngon quá. Rau muống ngon lắm các bạn ơi.
không cần phải đi chợ đâu, ra đây cứ hái ra ăn thôi, nhiều lắm luôn á. Ông anh mình ông đang giăng lưới để bắt lại mấy con cá điêu hồng với mấy con cá tai tượng nè, nó trôi về. Au! Rồi. Đúng là quê em mùa nước lũ, bây giờ là cả người mình cũng có nước lũ luôn. Ướt mẹ nó hết rồi. Này giăng lưới ha, ở miền Tây là rất là phổ biến. Đi ra sông ra rạch này nọ thì người ta phải giăng lưới, người ta bắt cá như thế này. Ở đây thì ông anh ông bắt cá trong vườn nhà lại thôi, không biết giờ nó trốn đâu hết. Một trong những cái loại rau ở đây mình có đó. Dạ ở đây là có, mình có bông súng nè. Bông súng mà đặc biệt mùa nước nổi này đó các bạn, lên những cái vùng như An Giang, Đồng Tháp đó, là những cái vùng gọi là vùng trũng đó. Nước lũ sau khi mà nước sổ lũ lên đó thì những cái cây bông súng này đã mọc rất là nhiều, và người ta chỉ ăn cái bông súng thôi. Đó, bông súng thì có thể ăn với rất là nhiều món ha. Ăn với rất là nhiều món, đặc biệt là món bún mắm. Gỏi bông súng với lại tép mà tép đồng đó. Gỏi bông súng tép đồng cực kỳ ngon các bạn ha. Món ăn rất là dân dã nhưng mà rất là ngon. Đấy. Ông anh mà vẫn bắt cá chiều nãy cho mình ăn này. Hy vọng là dính cá tai tượng hay là cá điêu hồng gì đó. Cá tai tượng thì mình có thể chiên xù, cuốn bánh tráng, rau sống. Rau sống thì nhà mình có sẵn rồi. Dưa leo, bún, chấm mắm nêm hoặc mắm me cực kỳ ngon. Cá điêu hồng cũng vậy, mình có thể cá điêu hồng thì cũng phải nấu rất là nhiều món nha. Nấu ngót nè, rồi chiên nè, rồi kho nè, canh chua nè. Ôi giời ơi, chắc chết. Sao vậy Kay? Tại anh thèm quá cho nên là anh phải kể nha. Thôi mình phải lần đi. Ở đây nó có rất là nhiều cái đường mương. Vừa sụp một cái rồi. Wow, rau muống nhiều lắm các bạn ơi. Nó vườn nhà mình đây vẫn còn ha. Bên cạnh đó nhà mình có trồng xen kẽ một số cây nhãn xuồng nè. Hả? Dính cá rồi các bạn ơi, dính cá rồi. Wow. Đâu rồi, cá đâu? My God. Dính cá điêu hồng rồi. Nãy mương phải không? Oh wow. Wow đây. Cá tai tượng nhà mình mới nuôi có ba lớn thôi các bạn. Mà bây giờ là nó chạy ra tùm lum, bây giờ ông anh không bắt được rồi nè. Không bắt được một con rồi nè. Mới thả lưới xuống thôi. Ừ con ơi, năm nay nước lũ nhiều lắm Nhiên ơi. Đây cá tai tượng nha các bạn. Đây là một trong những loại cá mình nuôi đó. Mình nuôi lâu năm thì nó có thể lên 5-7kg là chuyện rất là bình thường. Cái này là cái nó còn nhỏ thôi. Ở miền Tây thì rất là nhiều. Cá tai tượng là loại cá mà ăn tạp á. Chủ yếu là mình có thể cho nó ăn bất cứ thứ gì. Rau củ mình nấu rồi rau sống. Nói chung là cái gì mình bỏ xuống nó cũng ăn được. Cho nên là cá tai tượng rất là nhanh lớn. Các bạn nuôi một năm thôi là các bạn có thể, nó có thể lên hơn 1kg là chuyện bình thường. Và có thể là nhậu được rồi đó. Trời ơi, nước ngập nhiều lắm các bạn ơi. Ừ, chú về nhà Thuận ơi. Ồ, bên cạnh đó là mình phát hiện ở trong vườn nhà mình đó. Nó có một cái cây bồ ngót. Đây. Cây bồ ngót này các bạn có thể làm rất là nhiều món. Có thể lấy cái lá của nó xay ra, lấy làm một cái màu xanh để có thể các bạn có thể làm bánh hay là cái gì đó. Cách đơn giản nhất là chúng ta có thể nấu canh. Ở dưới quê mà miền Tây đó, lúc này là có tép, mấy con tép mà tép đồng đó, đâm ra rồi nấu canh bồ ngót. Coi như là ăn kiểu dân dã đó. Cực kỳ mát nha. Bồ ngót, cái này là bồ ngót các bạn nha. Cái này là mọc quan dại trong vườn thôi. Nhà bên này có trồng ổi nữa các bạn ơi. Mà bây giờ nó ngập vậy sao qua hái ăn trộm được. Wow.
các bạn đã từng thấy con đuông dừa chưa? Con đuông dừa là cái con này. Cái con này là một trong những cái con mà gọi là tác hại, coi như là gọi là kẻ thù của những cây dừa đó. Nó chỉ cần nó đục trong thân cây dừa thôi là cây dừa có thể chết. Ở đây là đuông dừa. Một số người ở đây có thể chế biến cái món này. Cái này những cái con đuông dừa đó người ta dán những cái con nhỏ thôi đó, cái con còn trong kén đó, người ta nhúng bột, người ta lăn, người ta chiên giòn, sau đó người ta ăn thôi. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình dám thử cái con này hết, nó hơi ấn ấn. Hôm cá là bắt để bắt lại giữ lại để thả vô hồ thôi con, chứ bữa nay không có ăn, bữa nay chú không có ăn cá, ăn chú ăn thịt chứ không ăn cá. Đây. Trời ơi Thuận ơi, con thích ăn đuông dừa lắm hả con? Ôi anh về quê em khắp nơi như là biển khơi. Cảm giác này nó trở lại cách đây giống như là 20 năm trước vậy đó, hơn 20 năm, mười mấy năm trước vậy đó. Cái thời mà mình đi học ở dưới quê đó, rồi mình phải đi qua những cái con đường làng rồi nước ngập. Nên là cái thời ngày xưa mười mấy 20 năm trước là mình đi cắt lúa đó. Trời ơi, mùa nước nổi là cắt lúa vui lắm, chầm mình dưới nước á. Ồ, mình thấy vườn kế bên người ta trồng một cái loại cây mía, nó gọi là mía lao. Bạn ở miền Tây chắc biết cái cây mía lao này. Đây là cây mía lao nè các bạn. Mía lao mình thấy nó nhìn giống như là cây lao sậy đó. Thì ở đây thường là cái thịt nó không có nhiều đâu, nhưng mà thường là cái tác dụng á, mình có thể nấu nước mình uống rất là mát ha. Đây, vườn mía lao đây. Ở bên kia là người ta trồng quýt đường. Nhà mình có trồng cái cây này là cây trước mặt mình là cây mẫn cầu sim á, mẫn cầu gai á. Wow, bên đây cũng ngập lên láng rồi. Cái này nhìn giống như là mình đi ở trên An Giang với lại Đồng Tháp á, mình nhìn giống như là cả một cái cánh đồng, gọi là cánh đồng bất tận vậy đó. Nước như thế này. Nãy thấy con cá tai tượng ở dưới á. Nó dưới góc dưới á. Dính con nào nữa không? Hả? Này đi nước sột sạt. Hồi xưa ở khu vực ngoài đây đó, cái bên cạnh đó là tỉ toàn những cây, cái khu vực ngoài vườn nhà mình là chỉ cây chăm bầu thôi. Cây chăm bầu là cái loại cây phổ biến ở miền Tây. Trời ơi, chúng ta bị rất sâu. Cho nên là để mà phá hết cái vườn chăm bầu để trồng những cái cây như thế này, trồng vườn cây ăn trái như thế này, cũng như là một cái công trình đó, rất là công phu. Nè, cá đây nhiều lắm nè. Nè, 3-4 con luôn. À không, cá tai tượng. Đây, cá tai tượng bây giờ nè, các bạn thấy nè, nó nhảy ra đây nè. Hả?
đây quýt đường là quýt như thế nào. Các bạn thấy nha, đây là trái quýt đường. Đây mình xin phép nha, mình bẻ một trái nha. Hàng xóm này cũng bà con thôi. Đây là quýt đường nhà hàng xóm. Quýt đường đó là nó có cái vỏ của nó đó, mình thấy là nó the the, ăn nó ngọt, ăn nó ngọt mà nó có cái the the nó rất là ngon. Đây quýt đường quá trời luôn các bạn ơi. Không biết là mình không biết ở những miền khác thì gọi trái quýt này là quýt gì. Cái này của đứa cháu. Đây này. Trái nhiều lắm. Đây. Ăn nhớ các bạn. Quýt đường. Cực kỳ ngọt. Nó có mùi thơm củ quýt. Cái vỏ nó theo the hả? Giúp các bạn có cảm giác là ăn muốn ăn hoài luôn á. Quýt đường ăn chợ mà ngon quá. Hãy vô coi ăn chậm quýt đường nè con. Để mình đi dài dài vô coi có còn cái gì nữa không, chờ mang tiếp. Còn một thứ nữa nhà mình có. Các bạn đến đây là mình cho các bạn uống dừa, coi như là tắm nước dừa luôn á. Chứ không phải là uống nữa. Nhà mình dừa nhiều lắm. Bạn thấy bên kia cây rất là thấp. Như là bắt cái thang lên nhỏ nhỏ thôi là có thể hái được này. Đây, rất là nhiều dừa. Nhà mình có khoảng, nếu mà tính tổng cộng chắc có khoảng hơn 100 cây dừa. Có thể hơn hơn, có thể 200 cây. Lớn nhỏ luôn, dừa cho trái vừa những cái cây nhỏ luôn. Cho nên là có dịp nào các bạn đến nhà mình, mình sẽ cho các bạn tắm bằng nước dừa. Không uống nữa. Giờ mình phải tìm đường để mình đi vô. Mình không biết là cái này là cái mương. Mà bây giờ không biết mình đi kiểu nào, mình qua bên kia để mình đi vô nhà đây. Chết con rồi mẹ ơi. Còn có cái gốc cây ở đây. Ok, 1, 2, 3. Chưa được, chưa được. Chưa nhảy qua mương được. Cái này nó nhỏ quá, đứng lên nó đau quá, không nhúng được. Chết rồi, bây giờ không có cách nào để đi qua bên kia được. Chỉ có cách nào đi vòng ở bên này. Nhảy qua không được em ơi. Tại vì nó bị ngập nước rồi, anh không biết được là cái mương nó bao lớn. Nhảy cái là nguyên con xuống mương luôn. Chứ bình thường anh cũng leo trèo dữ lắm. Không được, không được, cái mương này sâu. Thật ra mình không biết là cái nào là cái nào, chỗ nào mình có thể nhảy qua được. Oh here. Rồi thấy rồi. Cái cây này. Ok. Mình đã bước lên được rồi. 1, 2, 3. Rồi ướt nguyên con.
Ok, rồi mình trở lại cái vị trí ban đầu lúc nãy rồi. Rồi, các bạn ơi, đây là quê hương miền Tây của mình, nơi mình sinh ra và lớn lên. Sau đó là trôi dạt từ từ. Cái đất nhà có rồng cho nó trơn á. Nhà mình có cây mía, mình trồng xả rất là nhiều nha. Như là mía, phải mía thơm dịu không mía bình thường. Bụi mía rất là nhiều. Trời, bên Úc phải đi mua mấy đô một ký á. Ở đây không ai ăn hết á. Để trồng già xong mà chặt bỏ. Rồi mình ướt nguyên con nè. Giờ mình dẫn các bạn vô nhà nè. Rồi, đây là quê hương miền Tây, một cái kiểu rất là đặc trưng của miền Tây mình. Khi nào có dịp các bạn có thể đến tham quan miền Tây, và có dịp nữa thì có thể tới nhà của Andy nhé. Hình như là mình chưa giới thiệu với các bạn là nhà mình có nuôi nhiều gà lắm đó. Nói nhiều vậy thôi chứ nuôi để đám tiệc, đám giỗ, đám gọi thôi. Má nuôi vịt nữa. Hôm qua là má làm hết con nướng chao rồi. Gà ở đây là gà đi bộ, coi như gà đi bộ thực thụ đó, chứ không phải gà đi bộ giả nha. Nuôi xong mà nó tự đẻ, tự ấp xong nó thành nhiêu đây nè. Đây, mình sẽ coi cái vườn gà nhà mình. Gà với vịt. Má là chỉ nuôi gà, nuôi vịt là để ăn thôi chứ không có bán nữa đó. Đây, bây giờ là nước ngập lên mấy bả. Khoái lắm. Ai thích gà trống đá không? Anh mình là một trong những tay chơi đá gà thực thụ nè. Vịt mình thấy rất là mập nha, nhưng mà nó không có nhiều mỡ đâu. Ở đây có vịt xiêm, vịt ta. Cứ mỗi lần có đám là làm một hai con vậy đó. Còn này là gà để chuyên để đá nè. Rồi các bạn ơi, hôm nào có dịp mình tái nạm nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình talk show tiếp theo. Cảm ơn các bạn.